Ôi, hello cả nhà nha. Thì hôm nay mình đang vô ngay chỗ City Ion Mall. Thì sẵn đây mình sẽ làm clip cho các bạn, gọi là bài ghép dọc thực tế ha. Rồi mình nhường cho người ta qua trước đi ha. Đó, rồi mình sẽ đi lên dần dần, mình sẽ kiếm bãi đổ. Và đặc biệt các bạn nhớ là khi vô trung tâm mua sắm thì các bạn nhớ ở tầng nào và số nào, dãy nào ha, L5. Đó. Rồi, mình sẽ đi kiếm chỗ đậu. Dạ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhà xe bên trái đi. Bên phải đi ha. Để coi mình lên trên đây đi. Đó. Thì đầu tiên thì các bạn nhớ khi vô tầng hầm nó đông, nó đen tối quá thì các bạn mở hạ kín xuống cho mình luôn. Cứ hạ kín xuống thoải mái. Các bạn đi ha, ở đây trống. Rồi, bên đây đi. Đó, nhà xe bên trái bên phải cũng được. Đây, nhà xe bên trái nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn nhớ cho xe song song. Rồi ở đây nó có nhiều bài cho các bạn lên. Thứ nhất là các bạn thường thường các bạn nhớ là các bạn đi học á, thấy không, là vai mình giữa nhà xe đúng không? Bỏ khái niệm nó đi ha, đánh cũng được nhưng mà các bạn sẽ chiếm diện tích ở trên. Bây giờ mình nếu mà vai mình giữa, các bạn đánh lái lên sẽ vướng trên kia ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên tàn tàn. Các bạn đi tàn tàn nó không cần phải đánh lái nguội. Nguội là dành cho bạn yếu thôi. Rồi vai mình ngang nè, giữa xe này mình đánh lái lên hết luôn. Và đồng thời mình nhắc cho các bạn nha, nhà xe bên nào thì ngó kiến hậu bên đó cho mình. Đây. Rồi, bây giờ thường thường mình có coi cái điểm canh ấy, hướng dẫn cho bạn điểm canh là bánh. Đó, bánh xe sau kia ha, ngay bánh giữa bánh xe sau kia. Nhưng mà không cần đâu. Nếu lỡ không có điểm canh thì sao, không có xe sau thì sao, thì các bạn nhớ ngó kiến nè. Rồi. Thân xe của mình nè, với cái đầu xe của mình cỡ hở như đây. Rồi các bạn đánh lái vô. Cái mẹo là các bạn cho cái hẹp bên trái nha. Rồi. Các bạn gài số lui lại nha. Ở đây mình một tay nên mình hơi. Rồi, các bạn quan sát bên trái luôn. Các bạn quan sát bên trái cho mình. Nếu mà các bạn thấy càng ngày càng hẹp thì các bạn trả lái lại dần dần, thấy không? Còn các bạn nào yếu thì các bạn dừng lại đánh lái luôn, thấy không? Gọi là dừng hẳn, rồi trả lái thẳng lại, rồi lui. Còn bây giờ mình đánh lái nhẹ nhàng. Đó, cho nó hở ra. Rồi, khi nó hở ra thì các bạn đánh lái lại như cũ, vậy thôi. Rồi, các bạn cứ quan sát bên đây đi. Lý do một bên trái hẹp thì bên phải nó sẽ rộng, vậy thôi. Không cần phải ngó bên phải. Nè, bên phải nó rộng thanh thang nè. Các bạn thấy không? Đó, mình đang dần dần các bạn coi nè. Rồi, các bạn cứ canh bên đây cho mình. Rồi, bây giờ nó hẹp đúng không? Các bạn trả lái lại dần dần. Các bạn cứ chậm chậm. Cứ trả lái dần dần cho mình. Không cần phải gấp. Mấy bạn mới là phải cần chậm chậm. Rồi, bây giờ hiện tại bây giờ nó hở ra rồi. Các bạn đánh lái lại như cũ cho mình. Cứ nhẹ nhàng. Cái bài này gọi là đánh lái sống nha các bạn, không đánh lái nguội nha. Đánh lái nguội mình đã có hướng dẫn cho các bạn rồi. Các bạn cứ chậm chậm cho mình. Đó, rồi các bạn trả lái lại dần dần cho mình. Không cần phải gấp. Ok, bây giờ kiến mình ngang kiến ta. Kiến mình ngang kiến ta. Hoặc có cam đây. Ok, rồi các bạn dừng. Các bạn nhớ cho mình nè, các bạn cứ chậm chậm. Khi các bạn vô, các bạn cứ từ từ. Nếu mà bạn nào đã coi cái clip mình đã tập là nguội rồi, đánh lái nguội rồi, thì mình đã chỉ rồi, các bạn vô coi tham khảo nha. Còn bạn nào đã cứng hơn chút xíu thì các bạn đánh lái giống như mình, từ từ cảm nhận, để cho các bạn cảm nhận. Có bạn hỏi là, ồ thầy ơi, bây giờ cái bên trái, phía bên đây không có điểm canh thì mình canh cái gì? Các bạn cứ canh cái điểm tựa là cái đầu nhà xe bên trái thì canh cái điểm chướng ngại vật ở bên trái, vậy thôi. Ví dụ cái đầu xe đây của người ta thì mình canh bên đây. Thì nếu mà cái vách tường thì các bạn canh cái vách tường cho mình. Cái nói chung là cái xe Honda thì cũng canh xe Honda, cục gạch cũng canh cục gạch, vậy thôi. Khi hẹp thì các bạn trả lái lại dần dần, rồi các bạn lùa xuống tiếp. Khi thấy nó hở rộng ra các bạn đánh lái vô cho mình nha. Đó. Ok, bây giờ xe mình đã song song thẳng hàng rồi ha. Đó. Rồi, tại sao mình có nói là tại sao mình phải hạ kiến xuống? Các bạn hạ kiến xuống á, cái tầm quan sát các bạn nhiều. Thứ hai, các bạn thể lú đầu ra các bạn coi. À, lú đầu ra ha. Rồi, thứ ba nữa là các bạn sáng sủa hơn. Còn nhiều bạn tối nè, mình kéo lên các bạn tối thui à, không thấy đường đâu, thấy không? Đó, rồi bây giờ mình hạ xuống thấy rõ ràng không? Khi ve xong xuôi, lùi xong vô chuồng thì các bạn nhớ kéo kiến lên cho mình nha. Đó. À. Nói chung là các bạn nào mới thì các bạn nhớ gọi là đánh lái nguội. Mình có hướng dẫn bài đánh lái nguội rồi. Vai giữa đầu xe rồi đánh lái lên. Không, nhà xe bên nào đánh ngược bên đó. Để đưa phần đầu lên và đưa cái phần đuôi xuống. Vô cái hướng nhà xe mình. Không, rồi.
Còn cách ga thì mình đã có chỉ cho các bạn là cách ga là kiến chiếu hậu của mình ngang cái đầu xe của người ta. Các bạn đánh hết lái là không bao giờ vướng. Có nhiều bạn là ga sớm thì đánh lái sẽ vướng cái nhà xe trên kia nha. Rồi, ok mọi người nha. Giống như xe kia đánh từ từ ha. Còn bạn nào cứng, dù chẳng hạn như mình đi, mình cứng mình đánh phát một hai phát nó vô à. Còn bạn nào yếu thì cứ từ từ, các bạn mới quen rồi xong các bạn mới lấy cứng được, chứ không nãy nào mà mới vô là có lộ liền. Các bạn lưu ý vấn đề đó nha. Các bạn cứ vô tư từ từ cảm nhận rồi các bạn sẽ gành thôi. Đó. Rồi khi các bạn qua nè, ra xong rồi các bạn nhớ ngó kiến ở sau coi nó có vướng không, có vướng gì vật không nha. Và đặc biệt nữa, lối ra là đi bên này nè. À, lối vào nè là vô này, là đi vô chứ đây, còn mà lối ra là xe hơi á, là lối ra là đi hướng này nha, là quẹo trái nha bạn ha. Rồi, ok, mình sẽ tắt máy. Đây. Xong xuôi rồi, thấy các bạn thấy không? Đó, nơi xấu lý do. Hồi nãy xe đậu nơi xác đúng không? Ừ. Rồi. Có trường hợp nữa các bạn, tại sao các bạn không canh đúng vạch? À, thứ nhất, tôi canh theo dựa theo thân xe này với thân xe kia chứ không cần phải theo đúng cái vạch nha. Các bạn lưu ý nha. Trường hợp là các bạn ve vô bất cứ nhà xe nào, mình sẽ canh theo hướng xe chứ không theo canh vạch. Còn nếu mà các bạn chống, các bạn vô vạch đó thì các bạn phải vô đúng cái vạch này. À, các bạn thấy xe mình không méo không? Nhưng mà mình song song với xe kia với xe bên đây. Đó. À, thì có hiện tượng là xe các bạn thấy đậu, người ta đậu xéo, nhưng mà thực chất là những có xe khác đậu xéo hơn nữa. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Còn các bạn mà nếu mà trường hợp mà không có bất cứ xe nào thì các bạn đậu vô phải đậu đều đúng ở đây. Mà dù xe trước đậu méo thì mình phải đậu méo theo luôn, song song với hai xe kế bên. Đó, cho các bạn biết. Rồi, bây giờ có thể mình chỉnh sửa lại cho một chút xíu để cho xe khác nó vô. Đó, thấy không? Bây giờ mình chỉnh sửa lại cho nó song song lại đẹp nè. Đẹp với cái vạch thôi. Nhưng mà thực chất mình sẽ sát với xe bên kia. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Nhiều các bạn không biết mà các bạn cứ canh theo là cái vạch là không có được nha. Thấy không? Ví dụ xe người ta đậu nè, gọng nè, mình sẽ đậu, sẽ xích qua bên đây. Đó, lưu ý cái vấn đề này nha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình lóc cửa, lóc kiến lại luôn. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Đó, bây giờ vô Aeon Mail, lấy khẩu trang nữa. Còn mà đối với nhà xe bên phải thì sao? Thì đơn giản thôi. Ví dụ cái nhà xe đó đi, ví dụ nhà xe này đi, thấy không? Rồi, các bạn lên, cái vai mình ngay chỗ đầu xe này, các bạn đánh lái lên. Rồi, các bạn quan sát kiến bên phải, tại nhà xe bên phải, các bạn quan sát kiến phải. Cho cái thân xe mình với cái đầu, đây là điểm trước ngày vật. Thì các bạn đánh lái vô hẹp thì các bạn trả lái thẳng lên thôi. Nguyên tắc mẹo cho các bạn đi nè, mẹo nha. Các bạn nhớ rõ nha, mẹo là khi mình nhà xe bên nào mình cho hẹp bên đó, nó sẽ dễ vô hơn. Đối với nhà xe ghép dọc, còn nhà xe ghép ngang cũng vậy, cũng thường thường bên phải là cho hẹp bên phải. Các bạn lưu ý vấn đề này nha ha. Có nhiều xe đậu sai là mình phải đậu theo song song với xe người ta. Các bạn lưu ý nha. Rồi, thôi mình sẽ lên hầm thôi. Đó. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau nha. Rồi, chào mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ xong xuôi hết, mình đi ra. Thì kiến cái hậu của các bạn á, ngang đầu xe thì các bạn đánh hết lái, nó sẽ không vướng nha các bạn ha. Đó, ngang đầu xe là các bạn đánh hết lái ha. Rồi các bạn coi phần kiến cho hậu coi nó vướng không. Không vướng nha các bạn ha. Bao các bạn luôn. Đó. Các bạn cứ đi ra bình thường, các bạn lên cao quá thì các bạn sẽ vướng cái phần đầu trên. Thì lối ra thì các bạn vô trong hầm thì bất cứ như vậy các bạn phải ngó vị trí những cái lối ra, những biển báo hướng dẫn cho các bạn. Đó. Các bạn đi sẽ an toàn hơn nhiều. Đó, đây sẽ hiển thị lối ra nữa. Từ từ các bạn quen thôi, nhà xe nào cũng vậy. À, bên trái bên phải gì cũng vậy. Đó. Bây giờ mình sẽ vô cái bên phải luôn cho bạn coi ha. Đó. Vô cái bên phải luôn. Vô cái bên phải cho nó vô mod cái lên trên kia cái. Vô cái bên phải mình sẽ đánh nhanh luôn cho bạn coi nha, hướng dẫn nha. À, ví dụ nhà xe bên đây đi. Rồi, ví dụ cái cột đó là cái xe đi ha, mình lên nè. Đó, ngang cái đầu xe đánh lái lên. Rồi các bạn cứ ngó kiến, ngó phía trước và ngó đây. Rồi các bạn thấy vách tường không? Rồi. Cái vách tường nó nằm trong kiến cái thân xe mình, vách tường ha. Rồi các bạn nhà xe bên nào đánh lái vào đó, các bạn lùi xuống. Đó, khi các bạn lùi có hiện tượng hẹp thì các bạn trả lấy lại bớt, còn nếu mà bạn vô được thì vô. Đó. Rồi lúc này hiện tượng bên đây rộng thì bên trái nó sẽ bị hẹp nha các bạn. Ví dụ nha, ở đây
Lúc này hẹp bên nào các bạn đánh hết lái lên, các bạn tiến lên cho mình. Rồi khi các bạn tiến lên xe thẳng thì các bạn trả lái thẳng, các bạn lùi thôi. Rồi trả lái thẳng lại, các bạn lùi đó. Đó các bạn chỉnh sửa ha. Đó, đó nó sẽ thẳng thôi nha các bạn ha. Đó rồi ok vậy thôi đó. Rồi mình đi ra cũng vậy thôi. Bây giờ sẽ lối vào, bây giờ phải lối ra bên kia cấm nha, rồi mình sẽ đi qua đây luôn. Đó. Nói chung là nhiều cái lắm, từ từ các bạn đi. Rồi kiếm mình ngang góc cua mình đánh vậy thôi. Thì cái phần đuôi của mình sẽ không vướng nha. Đó. Rồi mình sẽ đi lối ra vòng ra ngoài luôn. Có xe kỳ vô ha. Ok. Đó mình đi vòng chút xíu thôi cho các bạn coi những cái nhà xe bên trái, nhà xe bên phải như thế nào. Thì bây giờ cái lối ra là ra ha, bãi đậu xe thì bên kia. Ok, bây giờ mình sẽ đi tàn tàn ra. Đó. Rồi mình sẽ ra lên lối này. Và đặc biệt xe đó sẽ vô nha, mình sẽ đi luôn. Xe đó sẽ vô nhà xe, mình sẽ lên trên chút nha các bạn. Tại vì xe đó vô nhà xe rồi, mình lên trên chút. À. Từ từ các bạn quen thôi, giống như nãy cái clip khúc đầu á ha, mình chỉ là nhà xe bên trái rồi bây giờ là nhà xe bên phải vậy thôi. Ok mọi người, rồi thôi mình sẽ kết thúc video clip này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.